Làm gì vậy? Làm gì vậy? Có làm gì đâu. Giấu gì vậy? Mà lỡ rồi cho thấy luôn chứ. Ủa, đúng là giấu luôn rồi đó. Ôi ngon như vậy. Ừ. Ôi. Lâu lâu đổi xuống vậy nữa nè. Ông rào cũng thấy người ta nó. Thấy chứ? Nè, nè. Không, biết sao? Anh nghe cơn sôi sôi nước xè xè. Là anh biết rồi là tên đang rửa gì đó. Mốt chắc đổi vào nước luôn. À. Bỏ tiền mua rồi. Đấy thật gì, cái thật gì mà nó dằn chặt như này nó vậy? Đón đi. Này chiều giống thịt bò quá vậy. Giống thịt bò vậy. Có đâu. Thường ăn thịt heo ướp đồng nướng phải không? Ừ. Bây giờ mình đổi cũng vậy. Này. Ôi trời. Ghê vậy? Này. Da dày ngon cực kỳ, vụn xương luôn nha. Nè, cộng xương đây. Ồ, ồ, quá ngon, quá ngon. Tuổi từng đó, mới rửa cho sạch rồi đó. Này ớt. Này 2kg thôi nha. Ồ, quá êm ta ơi. Có cắt đổi vào nước á, khỏi cho nghe. Trời ơi, thì nay dấu, qua tới là giấu có hết được rồi. Này, nay nay đâu mà hên hên nữa ta. Ở đây canh đi. Đem nó ngồi á, để cái con chó mèo. Em đi chạy mua cái ớt. Giờ ớt thịt nướng á. À. Rồi mình ớt quá rọi những kia bình thường hết. Này này, anh nói nghe nè. Cầm vô đi, cầm vô đây anh chỉ cho. Anh nói nghe nè. Cầm đây bỏ bịch cho anh em về hả? Không đâu anh ăn ké được rồi anh thôi chứ không có bệnh được nha. Ừ, anh ăn ké được rồi. Này lâu lâu mới có tư như vậy, này là tư luôn á. Bây giờ anh nói nghe nè, bây giờ anh cho anh Hùng miếng đi, bây giờ cưng có thịt rồi. Anh Hùng nước ướp đi. Anh Hùng nước ướp rồi, bây giờ cưng cũng đi phải đi mua rồi. Đi ra mua hũ có 10 mấy 20 ngàn, không có nhiêu đâu. Không ngon bằng mà mình làm ở nhà, bảo đảm làm phải cho ngon mới được nha. Bao ngon luôn chứ không ngon là đi mua cho nó mắc, để công một mắc thời gian nha. Một công thức cực kỳ ngon luôn, để dành cho mình ướp thịt nè, thịt heo, thịt bò, thịt gì, bất cứ là thịt gì. Rồi hũ ướp bình thường là nó ướp thịt đồ nướng, thịt bò, thịt heo được. Ừ, mình ướp. Nay thử bữa. Ừ, bị mà ướp nữa nè, con ướp thịt gì cũng được hết. Dạ. Ngon lắm. Giờ con vô con lấy hết những qua những cái nguyên liệu ra đây. À ướp như vậy của mình nha. À, ừ, tự mình làm. Đúng rồi, nhiều lúc mình ướp ở nhà cái đồ nó đậm đà hơn. Đậm mà hơn. Tại vì mình một cái công thức này là chuẩn luôn, không cần thêm hay bớt. Bây giờ cưng lấy phần tiêu qua đi. Tiêu quá. Ờ, cưng lấy phần tiêu ra. Cho vô một muỗng rưỡi chanh. Muỗng rưỡi là muỗng mình ăn canh đó nha, mình ăn cơm á. Mà muỗng này á thì mình sử dụng 2 muỗng cho anh. 2 muỗng quá. Ừ, cho vô 2 muỗng. Ước lượng đàng hoàng luôn nha. Đo đàng hoàng. À. Đây là một công thức, Ê, bao nhiêu thịt? 2 kg thịt. 2 kg thịt. Đúng, 2 kg thịt là mình ướp theo cái công thức này. Còn này mình bớt lại một cái miếng. Bớt nếu mà một tí mình phân nữa. Đúng rồi, 2 muỗng luôn đó. Đó. Rồi, tiêu xong. Ừ. Gì nữa? Tỏi phi. Đây là tỏi phi này phải không? Tỏi phi cưng cho vô cho anh 2 muỗng. 2 muỗng đúng không? Ừ. Mình lấy tỏi băm nó sẽ không thơm bằng cái tỏi phi. Đó, tỏi phi là mình phi bằng dầu á. Hết luôn luôn. Có miếng gì? Không, mình đúng công thức. Đúng không? Rồi, đúng công thức, không thêm không bớt. Ừ. Rồi, ngũ vị hương cưng cho một muỗng nhỏ vô. Muỗng nhỏ này là mình cho vô đây. Bộ công thức này là tỉnh luôn á, không cần mình không thêm không bớt nha. Phải ghi giấy lại. Ừ, phải ghi giấy ra nha. Ừ. Một muỗng luôn, đúng một muỗng cho anh. Là 2 kg. Ok. Gì đó. Rồi, cưng cho vô bột tỏi cho anh. Gì? Bột tỏi. Bột tỏi. À. Đây nè, đó. Bột tỏi nè. Thì bột tỏi đó. Mình cho 3 muỗng lớn. 3 muỗng lớn. Ừ. Nếu muỗng nhỏ thì mình cho tới thành ra tới 6 muỗng luôn á. Tỏi này mua ngoài tiệm chỗ nào không có nè. Ừ, mua ra ta tiệm tập hóa mình mua là có. Tại bột tỏi này mình sử dụng muỗng nhỏ. Đúng ra muỗng lớn á mình tỏi muỗng lớn mình sử dụng 3 muỗng thôi, còn này mình sử dụng bằng muỗng nhỏ là mình sử dụng tới 6 muỗng. 2 3 6 muỗng phải không? Đúng rồi, 6 muỗng. Đúng. Cái này mình làm công thức này để dành mình, để khi mình nướng cái gì đó mình cho vô mình nướng luôn. Rồi. Đó. Gì nữa? Rồi bà bột ngọt cưng cho vô 3 muỗng nhỏ. Đường ngọt đây. Ừ. 1 2 3. Thì ai ăn được bột ngọt thì mình để vô chơi như đây. Đây khẩu vị của mình. Không, cái không khẩu vị. Khẩu vị nó là nước ướp nó phải chuẩn như thế. Rồi sa tế cưng cho vô. 3 muỗng lớn. Đây. Ừ, hũ sa tế đó. Cho vô 3 muỗng lớn. Nếu muỗng nhỏ thì mình tính ra 6 muỗng nó mới ra cỡ một hộp hết đó. Ừ. Đúng rồi, này phải hết luôn. Ờ đó, mà, một hộp đó là cỡ 6 muỗng nhỏ đó. Ừ. Phải một hộp tại cái 2 kg thịt này. Rồi dầu hào cũng cho vô cho anh là một muỗng lớn. Đây dầu hào đây. Ừ. Ngon cực kỳ luôn á.
vừa ăn luôn, không cần phải niêm nếm gì lại hết. Một muỗng lớn là thành hai muỗng nhỏ, tại mình nãy không lấy muỗng lớn. Rồi nước tương cưng cho vô 3 muỗng nước tương, muỗng lớn thành ra 6 muỗng nhỏ. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Ồ, lên có nước tương vô với dầu hào lên cái màu khác rồi nha. Trời ơi, nhìn những màu này ngon chưa? Rồi đường, cưng cho vô 1 muỗng rưỡi đường. Đường nhiều khác không nha? Không, đúng ra là để nhiều nó khác, mình để ít lại 1 muỗng rưỡi. Nè, lượng luôn 1 miếng nữa thôi. Rồi. Ít đường được, cái gì nữa? Rồi cưng phấy đều lên cho anh. Bấy nhiêu đó thôi. Còn riêng cái này á, mình có 3 loại nước ướp nha. Nếu mình cái này mà ướp lên cho thịt đúng không, mình muốn ăn sả thì mình cho 1 phần sả băm vô. Ê, sả vô được ngon á. Đúng, đó là mà một công thức nữa là mà sả băm vô. Đây có phần sả băm gà cưng cho vô. Nên khoảng chừng 100 gram sả băm thôi. Đó, ước lượng vô là khoảng 100 gram để vô. Vô miếng đi. Rồi phải đều tan lên, thả vô nó thơm. Thì đây là một cái công thức để mình ướp thịt, bất cứ loại thịt nào chuẩn vị luôn nha cô chú bác anh chị. Mình cứ ướp như vậy mình nướng, khi mình có thể mình chế biến rất được nhiều lơ vô thì mình sẽ để bảo quản trong cái ngăn mát mình sử dụng qua nha, mình không có cần phải pha nữa. Đó, bây giờ cưng chế vô cái phần thịt đi cưng, để để khoảng là ướp trong vòng nửa tiếng, thịt mình nó ngấm vô ăn ngon lắm. Rồi bây giờ cưng đổ vô ướp vô, nhìn hấp dẫn quá ha, bao ngon luôn. Cái này là chuẩn không cần chỉnh luôn, ngon nó được nha, bao ngon anh hứa rồi cưng. Ngon bao là không có ăn á trước cái nha, anh nói rồi cưng ăn vô một lần thì cưng sẽ rèn luôn cái một cái công thức này luôn. Đó, vừa đủ cái phần thịt mình luôn, lên màu luôn rồi nè. Đó. Wow. Đó, cái gách để mình ướp, làm những cái nước ướp tại nhà của mình chuẩn bị nghe ngon lắm nha các bạn. Nửa tiếng đổ, nửa tiếng để tướng cho đừng có nên gấp, đừng gấp, cái gì ngon phải từ từ. Nửa tiếng mà ăn ngon cực kỳ luôn. À, thấy không, lên màu rồi, thịt đẹp chưa? Ngon lắm, nước ướp này vừa đủ ha, vừa đủ 2 kg thịt ha. Thịt nào cũng được nha, không riêng gì loại thịt nào nha. Heo bò được, heo bò đều được hết. Gà, tất cả nó chung loại thịt. Đồ mình ướp đồ nướng này là công thức để ướp nướng á. Công thức để ướp nướng á, cực kỳ luôn. Chung là thịt nướng là được. Đó, thì cái công thức như thế, cô chú bác anh chị mình á. Nếu mà coi xem kênh Cảnh có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một được đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.